Hi, xin chào mọi người. Bây giờ là Bằng đang ở biên giới của sao con? Sao vậy? Đây là biên giới của Cali với Nevada mọi người. Đây, ở đây có một cái con đường tên là Loto Store. Mọi người thấy không? Đây nè. Đó, cái đường vô nó là bên đây. Đây là cái thị trấn tên là Rim mọi người. Đó, cái đường vô nó là ở đây. Cái đường vô thì là tới bên Nevada của Las Vegas. Nhưng mà cái tiệm bán vé số là nằm bên Cali. Đây mọi người, đây là đất của Cali. Đó, cái xe của Bằng đậu là giờ là đang ngay cái ranh giới giữa hai cái tiểu bang luôn. Bởi vì luật của Nevada là không có cho bán vé số. Nên phải thấy là cái này nó lách luật mọi người. Cái tiệm này lách luật, nó bán vé số đây. Mà cái người vô mua vé số đây thấy là người Cali với người Nevada rất nhiều mọi người. Tại vì ở cái thị trấn này á, là cũng có một số người họ đang sống ở Cali. Phía bên đây nè là của Cali, còn phía bên đây á là của Nevada. Nên là họ tới đây họ mua vé số mọi người. Thấy vui không? Đó, đó biển số nó của Las Vegas chạy xuống á. Ở đây là biển số Cali nè. Đó, còn Bằng cũng là biển số Cali. Và hôm nay Bằng sẽ vô đây Bằng mua vé số thử mọi người, coi nó có hên không. Bởi vì hình như Bằng biết là Mega nó đang có cái giải thưởng như mấy trăm triệu á. Bây giờ sẽ vô đó mua thử coi nó như thế nào ha. Bây giờ xuống sẽ quay cho mọi người coi cái đường vô của nó ngay chỗ cái ranh giới để nó lách luật ha. Đây. Nóng lắm mọi người. Đây là cái đường Feeway 15 mọi người, để dẫn mình lên trên Las Vegas đó. Có cái bảng Welcome Nevada xa lắm, có thể là Bằng không ra đó được, tại vì nó không có cho mình đi bộ ra đó. Nó có cái hàng rào nó chặn bởi vì nó sợ mình lên trên Feeway á. Nhưng đây nè, đây là cái ranh giới mọi người. Đi ra đây, quay cho mọi người coi. Nóng lắm nha. Bởi vì Bằng tính gần ở đây đi restroom nên là mới phát hiện ra này mọi người. Nào giờ đi lên đi xuống Las Vegas rất nhiều lần rồi nhưng mà không có phát hiện ra. Nhưng mà tại vì hồi nãy muốn vô đây đi restroom để coi cái bản đồ mới thấy là đây là cái tự nhiên sao lại có cái tiệm Loto mọi người. Đây đây đây, đây cái ranh giới của nó luôn nè mọi người. Đây ranh giới này nè. Đó. Giờ Bằng đứng, giờ Bằng đứng ở đây, đây. Đây đây là Cali, đây là Nevada, đây là Cali ha. Hai bên. Cái đường vô mà của Nevada, cái tiệm này nằm bên đất của Cali. Nên là cái tiệm này vẫn thuộc quản lý của Cali mọi người. Nó mới cấm bán vé số. Qua đây là không được bán nha. Bây giờ đi vô mua vé số thử đi mọi người. Ở Cali không mua, chạy qua tới đây mua. Chịu chơi ghê. Nóng quá. Để lên. Bán vé số nhiều lắm nên phải bắt người ta đứng ghét này. Bán vé số quá đâu. Có nhiều người. Wow. Oh my god. Quá đông mọi người. Sao mua xong rồi đã đi vào restaurant? Đông cái gì hả? Mua một cái mega. Quá trời đông mọi người. Không tưởng tượng được. Đi lên kìa. Họ ghi sẵn cái bảng ngoài luôn là phải get like mọi người. Đợi rất là đông luôn. Coi nè, quay cho mọi người coi. Tin ở đâu? Ở Cali không mua, chạy qua Las Vegas mua chơi vậy đó. Quá trời đông. Mình xách cashier kìa. Bây giờ đợi tới lượt Bằng thôi. Sắp tới lượt Bằng rồi, sắp tới lượt Bằng rồi. No. Yeah. One hit, please. One go wall, one principal, one hit. So just the top three? Wait. Top three. $5. ba cái vé mọi người mua ở Las Vegas nha. Cái này là gì vậy? Cái này là gì? Cái này là gì? Con gì? Giống như con chó. Ba Che làm chó đi. Ba Che đi. I got one message for Basement Joe Mike and Harris. You're fired. You're on the camera. Hello. Give me a hug. Yeah. Đây là chỗ bán khô bò của người ngoài hành tinh mọi người. Khô bò. Hồi trước tụi em ghé này nó bán có 7 đồng. 12 đồng. Sau Covid dẫn lên giá. Nè, quay em quay bảng giá. Bây giờ lên được 12 đồng bình. Quay xuống 7 đồng. Đây cũng người ngoài hành tinh, đây người ngoài hành tinh này. Yeah. Yeah. Lấy con này, hai cha con này. Cả na chầm. Có biểu cảm của Chay nè, coi nè. Mấy bay nó đi nè. Bay đi, đi gió đi. Cụm đầu cái con. Coi đây. Bay cái này đi. Cụm đầu cái. Vô bay đi. Làm gì? Đi qua đây về nè, đi về ra xe. Ba cái chó mà chi vậy ba? Con chó ngoài hành tinh đó con. Cái giống như này giống như một viên đúng không? Đúng rồi. Ok, thôi mình đi nha. Bye bye. Ok, hãy đi. Bye bye. Có 4 ngón hả? Rồi, nó cái ta. Còn nó có 4 ngón hả? Nè. Biết bao nhiêu tiền một đôi không? Bao nhiêu? 7 đồng. 8 đồng 95, chưa tính tax. Đúng rồi. Ok, thôi đi. 10 đồng. Rồi. Ở bên trong tiệm với ngoài tiệm là khác nhau trời giật luôn mọi người. Ở trong mở máy lạnh rất là mát luôn nha. Còn ngoài này nóng khủng khiếp luôn. Đây ra đây coi cho coi cái bảng đo nhiệt độ nè. Đây. Đó mọi người thấy không? Sau lưng bằng có cái bảng đo nhiệt độ hình cái con người ngoài hành tinh á. Đó. Hiện tại ở bên ngoài là 111 độ. 2 giờ chiều 111 độ khủng khiếp vậy chứ. Yeah. Mấy lần trước bằng lên đây lúc nào cũng cỡ 110 tới 120 á, không giờ ít hơn được. Mùa hè ở Las Vegas là nó nóng khủng khiếp vậy đó. Nè, anh lên kìa, con thấy không? Lên. Leo lên coi nè. Con sợ không? Qua đây đi, qua đây nè, anh lên đây nè. Đây. Trời thấy ghê quá vậy. Wow. Anh sợ không con? Hello đi chị. Không sợ hả? Coi biểu cảm bên đây nè. Hello. Né. Ủa hai này nó không biết nóng ta. Nó giữa trưa nóng được mà nó mặc bộ đồ cũng biết đi. Wow. Wow, trời áo treo lắm nè. Ủa bên đây con nữa hả? Con đứng kìa. Chạy nó nhéo mẹ, trời nó nhéo mẹ đó. Còn con đứng kìa. Đây còn con đứng kìa. Chạy nó nhéo mẹ đó. Không có mà đứng đây hơn, không lại đó được. Xe không mà con. Wow, cái sau lưng nữa kìa. Ở sau lưng có cái đĩa bài kìa. Này nó mới làm hay sao hả? Cái đĩa bài hơn. Này chắc nó coming soon rồi, chắc cái này nè. Đó cái đĩa bài á. Hình cái đĩa bài. Yeah. Ok thôi đi. Hẹn dịp khác đi, nóng quá là lên xe thôi. Quá nóng luôn. 111 độ mà nóng dữ chị. Giờ 2 giờ 9 phút. Ừ, 111 độ. Nóng dữ. Đang ở Cali sung sướng tự nhiên lên đây nó nóng dữ ta. Vậy thôi đi nha.